Các bạn thân mến, ở chương trình video clip này tôi sẽ giới thiệu và hướng dẫn các bạn chỉnh con vang số của DB Acoustic. Đó là con vang DB Acoustic S500 hay là mã. Đây là một con vang số có giá chỉ 3.500.000 đồng, nhưng có đầy đủ những tính năng mà các bạn cần nhất. Tôi đang nói bằng bộ mic không dây, đó là mic CAVS T4i. Các bạn nhớ nhé, mic CAVS T4i. Một đầu thu hai tay mic bên tay phải. Đây là vỏ của nó này. Đấy. Đây là một bộ mic không dây rất là thông minh. Các bạn đặt xuống là nó sẽ tự ngắt mic với lại đầu thu để chống nhiễu và tiết kiệm pin. Đặc biệt đây là một cái bộ mic, một đầu thu hai tay mic mà giá chỉ 2.800.000 đồng thôi. Âm thanh thì rất là ổn định, tuyệt vời. Bây giờ thì các bạn nhìn thấy đây là nhân vật trung tâm ở clip này tôi muốn giới thiệu. Tuy nhiên thì kết hợp ở đây thì các bạn nhìn thấy đó là đẩy JBS 4850. Đây là con đẩy JB 4 kênh 86 sò. Chính xác như vậy là sò nâng là 86 sò. Và con đẩy này rất là cổ và có giá hơn 10 triệu đồng. Tôi đang nói là cặp BMW 2000 hàng bãi xịn của Nhật, thì các bạn thấy giọng nói tôi rất là ấm như vậy, thì đó là nhờ kết hợp các thiết bị với nhau, và đặc biệt là cái phần âm sắc của con vang DB Acoustic này. Thì các bạn nhớ là hiện nay tôi có hai kênh. Kênh YouTube thứ nhất có tên là Cương Audio, kênh YouTube thứ hai có tên là Âm Thanh Vàng. Thì các bạn có thể truy cập vào để theo dõi. Và các bạn có nhu cầu mua những sản phẩm này thì hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị bên góc phải của màn hình các bạn. Các bạn thân mến, thì đây là con vang DB Acoustic. Con vang số này có rất nhiều các chức năng. Một là nó có khả năng kết nối không dây và Bluetooth với lại iPad với điện thoại này. Thứ nữa là nó có thể chống nhiễu rất là tốt, chống hú rất là tốt. Các bạn thấy tôi đang cầm mic, tôi đứng rất là sát đây, không hú gì thì này, sát với loa rồi. Và các bạn thấy là nó có khả năng chạy nhạc. Khi các bạn cóp nhạc số chất lượng cao cắm vào USB thì nó sẽ chạy. Và những cái nút ở đây nó sẽ cho phép các bạn này tua bài này, tạm dừng này, đấy của nhạc. Đấy. Thì hay nhất là tôi thấy có những cái tính năng cần thiết. Thì các bạn thấy rồi, có khả năng kết nối không dây và Bluetooth, giúp cho các bạn đỡ phải dây dợ lằng nhằng. Thế thì con vang này ngoài cái việc mà các bạn có thể kết nối với máy tính để chỉnh nó bằng cái phần mềm, thì chúng ta lại hoàn toàn chỉnh bằng các phím vật lý rất là tiện. Đây là cái điều mà những người chơi vang số rất là mong muốn. Thì đối với ba cái nút này thì các bạn nhìn thấy đây, đấy, Music Volume, nghĩa là to nhỏ của nhạc. Và các bạn thấy nó sử dụng volume vô cực. Đây là to nhỏ của mic. Đấy, thì khi các bạn bật thì các bạn sẽ thấy cái đồng hồ tương ứng ở đây này, nó nhảy này. Thứ hai ở trên xuống là mic, các bạn thấy đấy, mic nó nhảy nhót vậy. Còn nhạc đây này, ở trên cùng này, music nó sẽ nhảy nhót cái số. Còn đây là effect tổng. Effect tổng này thì nó sẽ gồm chỉnh cả echo này. Đấy, echo và reverb. Echo và reverb. Đấy, nó chỉnh tổng của hai con này. Ngoài việc chỉnh riêng. Thế thì bây giờ trước hết là để kết nối với nguồn phát vào đã, thì các bạn đầu tiên là các bạn có thể cắm dây AV ở phía sau lưng nó, hoặc có thể kết nối không dây bằng Bluetooth tùy tùy các bạn. Thì các bạn sẽ ấn cái nút input này này. Ấn nút này thì các bạn nhìn cái đèn này nó nhảy này. Đấy, AUX rồi đích này có nghĩa là USB, nó sẽ chạy USB này. Các bạn ấn tiếp cái nút input này lần nữa thì nó chuyển về optical 1, nghĩa là chạy đường quang, các bạn kết nối với TV thông minh. Đấy. Đấy, các bạn nhìn thấy. Tiếp tục vẫn là input, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có nhiều lựa chọn. Một hai đó là cái đường AUX ở phía sau. Còn bây giờ các bạn ấn lần nữa mà nó chuyển sang chữ BT, nghĩa là Bluetooth, sẽ là kết nối không dây Bluetooth và nó sẽ chớp, nó tìm được Bluetooth của nguồn phát trên điện thoại, iPad của các bạn, và nó sẽ kết nối là xong thôi. Đó là cái việc kết nối. Như tôi vừa nói thì đây là tua bài, next bài của nhạc ở đây. Thế còn bây giờ các bạn muốn tăng giảm bass chép của nền nhạc thì các bạn nhìn vào cái nút Music EQ này, luôn luôn kết hợp những nút này với cái nút chỉnh này, chỉnh cái nút này thôi nhé, xoay cái nút này thôi. Thì trước hết các bạn muốn tăng giảm bass chẳng hạn thì đây là Music EQ, là chỉnh âm sắc của nhạc. Cái dãy trên cùng này thì các bạn nhìn thấy có chữ bass. Đấy. Thì có nghĩa là các bạn có thể tăng giảm được bass. Thì các bạn xoay, các bạn nhìn đấy. Cái số này nó nhảy này. Đấy, tăng giảm bass nhé. Tiếp theo là tăng giảm mid. Mid nghĩa là lời ca sĩ nhạc cụ đấy. Đấy, thì các bạn lại tiếp tục xoay đây, tùy các bạn như nào có cho nó hợp lý với tai nghe các bạn, với bản nhạc. Các bạn ấn vào Music lần nữa thì nó sẽ xuống chép. Các bạn lại xoay cái này để tăng giảm chép. Rất là dễ, thế thôi, vừa tai nghe rồi. Ấn cái nút exit này,
thoát ra là xong. Đấy, xong cái phần chỉnh nhạc. Bây giờ chỉnh cái tiếng mic đi. Thì cái nút thứ hai các bạn thấy mic EQ này. Các bạn cần chỉnh mic, ấn vào đó. Thì trên cùng là bass mic, tức là dòng ấm, sáng, tối ở đây. Đấy. Nhảy đấy. Đó là cho mic ấm hoặc là cho giảm bớt cái độ ấm của mic đi. Đấy, để những người giọng yếu thì ấn tiếp vào cái mic EQ này. Xuống cái mid để các bạn cũng tăng giảm lên để nâng lời hoặc là giảm lời. Đấy. Và ấn tiếp mic EQ xuống, các bạn xuống dưới này, chép, nghĩa là phần làm cho cái tiếng mic chúng ta sáng hay là tối. Đấy. Đấy, sau khi các bạn chỉnh cái tiếng mic nó phù hợp với cái giọng của các bạn rồi, các bạn ấn exit qua ra. Và đối với chỉnh echo, echo gì vậy thì các bạn thấy này, echo cũng như vậy thôi. Các bạn ấn cái nút echo này ở trên này này. Đấy, cũng có echo này, delay, repeat đầy đủ để các bạn có tăng giảm. Thường nó sẽ để mặc định echo là 100. Các bạn có thể tăng giảm theo giọng của các bạn. Đấy. Thế thì khi mà các bạn thấy mà nó có hiện tượng hơi rền giọng, trong hú tốt quá nó rền giọng ấy, các bạn ấn tiếp một lần nữa xuống đây. Thường nó để 215 thì các bạn có thể xoay tới 190. Tùy các bạn nhé. Để 190 gì đó, tùy các bạn. Đấy, sau khi các bạn chỉnh xong echo rồi thì các bạn bấm vào dì vần luôn cũng được, hoặc exit ra cũng được, thì các bạn ấn luôn dì vần, nó nhảy sang dì vần. Dì vần thì nó để hai cái thông số phía dưới thì chúng ta cứ để nguyên. Thường là dì vần nó sẽ để ở 0. Bây giờ các bạn muốn cho giọng các bạn mềm mượt chút thì ta tăng lên 5 lên 10 gì đó, thì tùy theo giọng của các bạn, cái sở thích của các bạn. Những người hát tốt thì người ta sẽ hát bằng dì vần nhiều hơn là echo. Còn phong trào như chúng ta cứ chỉnh cân bằng, chủ yếu là echo kết hợp với dì vần. À, thì tiếng nó sẽ mềm mượt. Và sau khi các bạn chỉnh xong hết rồi, các bạn có thể ấn xa vào 2 lần. Đấy, đó có những cái chế độ chỉnh user 1, user 2 cho đến 4 này này. Các bạn ta có thể chỉnh lưu ở đây. Và không ta cứ ấn, các bạn cứ ấn thoát ra exit. Thế là xong rồi, thì các bạn cần nhiều echo lên. Nó tăng cả echo cả gì vào thì ta tăng cái này. To nhỏ mic chắc cứ tăng ở đây. To nhỏ nhạc phải tăng ở đây. Như vậy rất là dễ chỉnh. Có thể nói là cái con vang Jaguar, xin lỗi các bạn, là con vang DB Cortic N525 mã này rất là dễ chỉnh và giá chỉ 3.500.000 đồng thôi. Nếu các bạn có nhu cầu thì cứ alo cho tôi, thì tôi sẽ cung cấp cho các bạn. Và các bạn thấy là giọng tôi rất là ấm. Con vang này thì cái nền nhạc ấn tượng của tôi là cái nền nhạc nó rất là đầm, cái bass nó rất là dày, có cái chiều sâu nhất định. Nó là cái công nghệ của số thì các bạn biết rồi. Các bạn thân mến, nếu như có điều gì chưa rõ thì các bạn có thể gọi điện hoặc nhắn tin cho chúng tôi, hoặc vào YouTube gõ chữ Cương Audio chỉnh chỉnh vang là các bạn sẽ thấy rất nhiều video hướng dẫn các bạn chỉnh vang rồi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào, tạm biệt.